mặc ấm mà vẫn thời trang. Có ngày áo phao puffer, trần bông dày và ấm, hạn chế thấm nước. Xin chào, có lẽ các bạn đã nghe rất nhiều về những danh hiệu như anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, huân chương Hồ Chí Minh, huân chương Sao Vàng, huy chương chiến sĩ vẻ vang. Vậy thì các bạn có hiểu rõ về những huân chương này không? Đạt được những huân chương này hay danh hiệu này có khó hay không? Việt Nam có bao nhiêu huân chương, huy chương, cái nào là cao quý nhất? Nếu bạn vẫn mơ hồ thì trong video này chúng ta sẽ cùng làm rõ nhé. Trước hết, hãy nhìn tổng quan một chút. Ở Việt Nam có 3 dạng phong tặng để ghi nhận công lao của những cá nhân và tập thể, bao gồm 1 là huân chương, 2 là huy chương và 3 là danh hiệu. Trước hết là về huân chương. Huân chương là cái gì? Thì các bạn hiểu đơn giản như thế này. Huân chương là cái mà nhà nước dành tặng cho những cá nhân hay tập thể để ghi nhận công lao của họ. Huân chương thì do chủ tịch nước trao tặng. Ở Việt Nam, từ năm 45 đến nay có tất cả 21 loại huân chương. Trong 21 loại này thì lại có 12 loại chia hạng, gồm hạng nhất, hạng nhì và hạng ba. Vậy tổng cộng, nước ta có tới 45 cái huân chương khác nhau. Và có lẽ các bạn cũng chẳng nhớ hết được những loại này. Đến nay thì nhà nước đã ngừng trao tặng 11 loại, chỉ còn 10 loại vẫn đang được trao tặng, gồm có huân chương Sao Vàng, huân chương Hồ Chí Minh, huân chương Đại đoàn kết dân tộc, huân chương Dũng cảm, huân chương Hữu nghị, huân chương Độc lập, huân chương Quân công, huân chương Lao động, huân chương Bảo vệ Tổ quốc và huân chương Chiến công. Trong 10 loại vẫn đang được sử dụng thì cao quý thứ 3 là huân chương Độc lập. Huân chương Độc lập thì có 3 hạng là hạng nhất, hạng nhì và hạng ba. Cao quý thứ 2 là huân chương Hồ Chí Minh. Để nhận được huân chương Hồ Chí Minh, một người phải đạt được những điều kiện sau. Không tính những người tham gia trong kháng chiến, điều kiện sẽ đơn giản hơn, thì những người trong thời bình phải đảm bảo điều kiện sau: đã đảm nhiệm một trong các trọng trách là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ một nhiệm kỳ; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc các chức vụ tương đương liên tục trong 2 nhiệm kỳ; Đại tướng lực lượng vũ trang nhân dân từ 10 năm trở lên. Ngoài ra thì những người đặc biệt xuất sắc hoặc những người nước ngoài có công lớn với Việt Nam cũng có thể được trao tặng huân chương Hồ Chí Minh. Đến nay thì chỉ có 2 người không phải lãnh đạo nhà nước là nhà báo Nguyễn An Ninh và giáo sư Trần Văn Dầu được trao tặng huân chương cao quý này. Người nước ngoài thì có duy nhất ông Miguel Díaz-Canel, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với huân chương cao quý hạng nhất của nhà nước Việt Nam, đó là huân chương Sao Vàng. Nếu không xét những người tham gia cách mạng, thì đến nay, muốn được tặng huân chương cao quý nhất Việt Nam này, một người phải đạt được điều kiện sau: đã đảm nhiệm một trong các trọng trách Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ trong 2 nhiệm kỳ, hoặc người có công lớn với nước Việt Nam, bao gồm cả người nước ngoài. Trong danh sách những người được tặng huân chương Sao Vàng, không có ai nằm ngoài bộ máy nhà nước, còn nước ngoài có 28 người đều là lãnh đạo tối cao của các nước Liên Xô, Hungary, Triều Tiên, Mông Cổ, Campuchia, Cuba và nhiều nhất là Lào với 7 người, chiếm 25%. Mong sao một trong những người đang xem video này một ngày nào đó sẽ được nhận huân chương Sao Vàng hoặc huân chương Hồ Chí Minh với những công hiến to lớn cho Tổ quốc. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về huy chương. Theo mình hiểu, huy chương thì chủ yếu dành tặng cho những người trong lực lượng quân đội hoặc công an, ngoài ra còn có những người nước ngoài. Như vậy, huân chương khác huy chương ở chỗ, huy chương chủ yếu dành và ghi nhận công lao của lực lượng vũ trang, huy chương do Thủ tướng trao tặng. Từ trước đến nay, nhà nước ta có 14 loại huy chương, nhưng hiện nay chỉ còn dùng để trao tặng có 4 loại là huy chương quân kỳ chiến thắng dành cho sĩ quan quân đội thâm niên từ 25 năm trở lên. Tương tự, bên công an thì có huy chương vì an ninh Tổ quốc. Còn phục vụ từ 10 đến 20 năm cho cả quân đội và công an thì có huy chương chiến sĩ vẻ vang từ hạng nhất đến hạng 3. Thứ tư là huy chương hữu nghị dành cho người nước ngoài có công với Việt Nam. Ngoài ra thì có 3 danh hiệu là bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và anh hùng lao động. Như vậy, tổng cộng hiện nay Việt Nam có 10 loại huân chương, 4 loại huy chương và 3 danh hiệu dùng để trao tặng và ghi nhận công lao của các tập thể cá nhân trong và ngoài nước. Các bạn có mong muốn nhận được huân chương hay huy chương nào không? Hãy cùng cố gắng nhé! Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!